bảo rồi mà. Cách nói chuyện cũng hợp em á, nhưng mà lại không về. Có thể là do bạn đã chưa đủ rung động. Mình không nghĩ là mình và Trâm Anh lại nhiều điểm tương đồng như vậy đâu. Mình hy vọng là sau khi mà ra ngoài thì mình có thể có cơ hội gặp lại và nói chuyện và tìm hiểu kỹ hơn nếu mà có cơ hội. Người ta nay đã bước đi, sao em vẫn ở lại? Tự ôm nỗi buồn không biết nói cho ai. Rồi khi cơn mưa rơi xuống, hai dòng lệ cứ tuôn. Buồn nào đau hơn nỗi buồn không thể buồn. Dù nhiều người đã đến nhưng chẳng một ai ở lại. Tự thân trách mình không biết đúng hay sai. Chuyện hợp tan ai cũng phải trải qua biết bao lần. Người nặng lòng hơn sẽ là người buồn hơn. Em bảo rồi mà. Kêu rồi. Tất nhiên là nó hơi buồn và hụt hẫng. Bởi vì như em nói ban đầu là tuy là em có kiểu 50-50 là sẽ có thể chàng trai đó sẽ không về với em, để em bớt được cái sự kỳ vọng vào cái kết quả thì nó sẽ đỡ buồn hơn. Nhưng mà mặc dù là như vậy nhưng em cảm thấy rất là buồn. Dạ không, em nghĩ là em kiểu mình đến em đến đây là một điều khá là đúng đắn ấy, bởi vì em có thể nói ra được là em thích bạn đó và thổ lộ cho bạn đã biết tình cảm của em. Biết đâu được sau chương trình, nhưng mà không biết là có hay không thôi. Dạ khác. Kiểu lúc mà trước khi lên á thì em có tìm hiểu sơ qua về bạn Lực, thì kiểu Lực cũng khá là lạnh lùng, cảm giác là hơi lạnh lùng và ít chia sẻ trên mạng xã hội nhiều. Nhưng mà em lại cực kỳ thích những người như vậy á, nên là em sau khi mà ngồi nói chuyện với Lực một thời gian ngắn thôi thì em cảm giác như là bạn Lực rất là dễ thương. Em cảm thấy cái cách nói chuyện cũng hợp em á, nhưng mà lại không về. Có thể là do bạn đã chưa đủ rung động. Thì thực ra thì lúc đầu em đoán bạn ấy là một người khác cơ. Em đoán cái tính cách của bạn ấy sẽ khác cơ. Tại vì khi mà bạn đi ra thì bạn ấy cho em cái nhìn đầu tiên làm em suy nghĩ về một kiểu người con gái khác. Mà em nghĩ là Trâm Anh đã cho em một cảm xúc rất là mới. Trâm Anh là người đầu tiên giúp em được vào bên trong đó, và cũng là người đầu tiên mà em nói chuyện nhiều nhất khi mà tới chương trình này. Có thể nói là nhiều nhất luôn đấy ạ. Mà xong rồi khi mà mình lên, mình ngồi, mình nói chuyện với Trâm Anh thì thực sự là mình phải suy nghĩ Trâm Anh là một người khác. Lúc đầu mình nghĩ Trâm Anh là một người con gái kiểu cá tính mạnh mẽ, xong rồi kiểu sẽ là một người sắc sảo các thứ cơ. Nhưng mà khi mà nói chuyện thì mình thấy Trâm Anh rất là hiền, rất là kiểu có chút hơi mềm yếu luôn á. Và nói chuyện rất là vui. Mình không nghĩ là mình và Trâm Anh lại nhiều điểm tương đồng như vậy đâu. Em không nghĩ Trâm Anh sẽ tới tỏ tình em, thật sự luôn. Tại vì bình thường em để ý, nhưng mà những bạn nữ mà tới đây á thì kiểu ví dụ mà bạn ấy sẽ tỏ tình một ai thì bạn ấy sẽ kiểu lâu lâu liếc nhìn các thứ. Nhưng mà Trâm Anh là một người không nhìn ai cả. Em không đoán được luôn á, không nhìn em luôn. Xong rồi kiểu nghĩa là bình thường thì em cũng sẽ đoán mò một ai đó trong bốn người anh em này. Nhưng mà lần này em không đoán ai cả, tại vì em không biết phải đoán ai cả. Xong rồi đến cái khúc mà, nhưng mà tự nhiên em để ý một cái đó là khi mà em nhìn sang bên nữ thì lại thấy các chị cười với em. Các chị cười với một nụ cười rất là mờ ám, kiểu chính là mày đó. Sao em hơi hơi bối rối một xíu. Tới khi mà khúc nhạc bài mê của chị Hoàng Duyên đó nổi lên thì em đã thấy ngờ ngợ rồi. Em nghĩ là chưa rồi, có khi nào là mình ông ta. Tại vì mình cũng chưa chuẩn bị tâm lý ấy. Mình lên thì mình cũng sợ mình sượng sượng. Nhưng mà để mà đi về thì mình cảm thấy là nó chưa đủ.
Tại vì nói không thích hay là không rung động thì mình nghĩ là nó là nói dối. Nhưng mà để mà đến mức mà đủ để đi về thì mình nghĩ là chưa đủ. Mình cảm thấy rất là tiếc vì điều đó. Mình hy vọng là sau khi mà ra ngoài thì mình có thể có cơ hội gặp lại và nói chuyện và tìm hiểu kỹ hơn nếu mà có cơ hội. Em cảm thấy thì hôm nay Trâm Anh khá là run ý. Tại bình thường thì nói chuyện cũng hài hước, cũng lưu loát lắm, và sau nay nói chuyện hơi dài dòng nhá, xem lại. Nhưng mà phần tỏ tình này rất là dễ thương, mà em cảm thấy cái cách nói chuyện của Lực với của Trâm Anh rất là hợp nhau ấy. Hai đứa nói chuyện nó đều mọi người. Mọi người cảm thấy nếu mà xem phần tỏ tình xong mọi người thấy hai đứa nói chuyện nó đều như này. Ôi trời ơi. Cứ lên xuống như chắc. Đó. Em không biết là hôm nay Lực có về không, nhưng mà em thực sự mong muốn có một người em rể như Lực, tại vì Lực rất là dễ thương. Với lại mọi người thấy hôm nay cái khung cảnh á, trời rất là lãng mạn, hệt như là mấy cái MV của chị Phương Ly đồ lãng mạn á, kiểu như là người điên hay cái gì yêu yêu gì đó. Giờ là thang thang từ đây là đang em dùng đấy, sao em chưa nghĩ ra cái bài đấy, nhưng mà em sẽ nghĩ sau, hoặc là mọi người tìm và mọi người biết cái bài đấy. Mặc cái váy cũng giống chị Hằng, hai cái vũ trụ. Mong là hai cái vũ trụ gặp nhau sẽ xảy ra một vụ bùng nổ lớn. Nãy giờ ở trên sân khấu thì rất là dễ thương, và sẽ có một cái kết happy ending. Nhắn gửi cho Lực Trần là thật sự là em có một người em thân thiết mà kiểu hài hước như vậy thôi, lại phải xinh nữa, nên là Lực Trần làm sao thì làm. Chứ chị ngồi đây với em cũng lâu ấy. Mong là em sẽ không làm chị phải. Nói chung là chuyện tình cảm em không phải không nói trước được mọi người à. Nhưng mà em vẫn mong là Lực Trần hãy mở lòng mình, và giây phút này hãy để cho con tim lên tiếng để xem là có sự rung động với Trâm Anh hay không.